cách để nhắn tin với người bạn thích. Việc trò chuyện trực tiếp với người mà bạn đang thầm thương trọng nhớ chắc chắn sẽ khiến cho bạn hồi hộp. Nhưng nếu như nhắn tin, bạn sẽ có cơ hội suy nghĩ về những gì cần nói trước khi bấm nút gửi. Hơn nữa, họ sẽ không thể thấy lúc mà bạn đang đỏ mặt khi gửi biểu tượng cảm xúc nháy mắt. Tuy nhiên, bạn cũng cần ghi nhớ một số điều để cuộc trò chuyện diễn ra được tốt đẹp. Từ cách bắt chuyện và tán tỉnh đến một số điều cần tránh. Bắt chuyện. 1. Thử nghĩ về cách bắt chuyện riêng tư. Tránh việc chỉ gửi tin nhắn chào em hoặc chào anh cho người mà bạn đang để mắt đến. Thay vào đó, hãy cố gắng nghĩ ra một cách sáng tạo khiến cho người ấy quan tâm đến cuộc trò chuyện ngay từ đầu. Ví dụ, bạn sẽ đề cập đến chuyện đã nói trong lần gặp mặt trước đó, hoặc bạn có thể nhắn tin cho người ấy khi bắt gặp điều gì đó khiến cho bạn nhớ đến họ. Ví dụ, bạn có thể nói, chào Nam, tớ vừa thấy một màu áo thích hợp giúp cho bạn có thể hóa trang thành cowboy trong buổi lễ Halloween sắp tới. Cậu có muốn xem ảnh không? Nếu như bạn không chắc người ấy đã lưu số điện thoại của mình hay chưa, hãy giới thiệu rằng bạn là ai. Chẳng hạn như bạn sẽ nói, chào em, anh là Khoa, và chúng ta đã gặp nhau tại quán cà phê vào hôm trước. Anh đã rất vui khi gặp được em. 2. Bắt chuyện một cách thoải mái nếu như bạn muốn cho họ thấy phần vui vẻ của mình. Nếu như bạn là một người vui nhộn và ngẫu hứng, đừng ngại cho người ấy biết điều đó ngay từ đầu. Lần sau khi bạn nghĩ đến điều gì đó, hãy gửi tin nhắn ngay cho người ấy. Nếu như họ tung hứng cùng bạn, có lẽ hai người rất hợp tính. Ví dụ, bạn sẽ nói, em thích phô mai đến mức đã nghĩ đến việc tự làm. Theo anh thì phô mai có khó làm không? Hoặc, theo cậu thì lạc đà không bú hay gấu mèo sẽ thắng trận đấu. 3. Khen người ấy nếu như bạn muốn thể hiện sự chủ động. Một cách tuyệt vời để có thể mở đầu cuộc trò chuyện chính là khen ngợi người ấy. Việc này không chỉ sẽ khiến cho người ấy vui mà còn giúp cho bạn trông có vẻ tự tin và bản lĩnh hơn. Ví dụ, bạn có thể nói, chào em đẹp hoặc chào ngôi sao bóng đá. Bạn cũng có thể nói, em trông rất đáng yêu khi anh gặp em trong giờ ăn trưa hôm nay. 4. Bắt chuyện bằng câu hỏi mở để nhận được câu trả lời. Việc đặt câu hỏi có hoặc không có thể sẽ khiến cho bạn nhận được câu trả lời một từ, nên hãy nghĩ đến những câu hỏi cần người ấy giải thích câu trả lời. Như vậy, họ sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện ngay từ đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể biết thêm về họ thông qua những lời hồi đáp. Thử nói, cậu thấy bài kiểm tra sinh học hôm qua thế nào? Cậu nghĩ cậu sẽ làm được bao nhiêu điểm trong phần tự luận? Nếu như họ làm tốt còn bạn thì không, hãy thử hỏi xem họ có thể giúp cho bạn ôn tập lại cho bài kiểm tra tiếp theo hay không. Bạn cũng có thể hỏi thêm về những điều khác như em thích làm gì khi rảnh rỗi. Có thể bạn sẽ tìm được sở thích chung giữa hai người. 5. Hỏi xem người ấy đang làm gì. Khi bạn đã mở lời thành công, hãy thử hỏi xem người ấy đang làm gì. Nếu như họ không bận, bạn cứ tiếp tục trò chuyện. Nhưng nếu như họ nói đang làm một việc gì đó, hãy cho họ biết bạn sẽ nhắn tin sau. Như vậy, bạn sẽ không làm phiền họ trong khi họ đang bận. Có thể họ sẽ cảm kích việc bạn trân trọng thời gian của họ, khiến cho họ muốn trò chuyện với bạn sau. Ví dụ, nếu như họ đang ăn tối với gia đình, bạn sẽ nói, không sao, chúc em ngon miệng, chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Tán tỉnh qua tin nhắn. 1. Gửi ảnh chụp khi bạn đang vui vẻ. Bạn không cần phải gửi ảnh tạo kiểu mời gọi để tán tỉnh. Thay vào đó, hãy thử gửi ảnh chụp bạn đang vui vẻ bên cạnh bạn bè. Việc này sẽ cho người ấy thấy rằng bạn hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và giúp cho bạn trở nên thu hút hơn. Ví dụ, khi đi ăn kem với cả cứng, bạn sẽ chụp lại món kem mà cả hai bạn đã chọn. Nếu như bạn và bạn bè thường đá bóng vào cuối tuần, hãy chụp hình cả nhóm để gửi cho người ấy. 2. Cá cược với người ấy để thể hiện phần bạo dạn của bạn. Ai cũng thích một chút tranh đấu thân thiện, và đây sẽ là một cách thú vị giúp cho bạn và người ấy chia sẻ chuyện đùa của riêng hai người. Hãy gửi thử thách, lời thách đố hoặc là sự cá cược qua tin nhắn và xem họ có đồng ý tham gia cuộc vui hay không. Ví dụ, bạn có thể nói, tớ cá với cậu là ngày mai thầy thể dục sẽ mặc áo thun màu đỏ đến buổi thi đấu, nếu không tớ sẽ đưa cho cậu 10.000 đồng. Bạn chỉ cần nhớ trả tiền nếu thua cá cược. Bạn cũng có thể thách họ làm một việc gì đó, chẳng hạn như tớ thách cậu dám nói cạp cạp trong buổi thuyết trình ngày mai đấy. Tránh những lời thách đố với dụng ý xấu xa hoặc bất kỳ một điều gì có thể khiến cho người ấy gặp vấn đề. Đừng thách họ chơi xấu người khác hoặc là phạm pháp luật nghiêm trọng. 3. Lên kế hoạch đi chơi. Việc tán tỉnh qua tin nhắn rất vui, nhưng nếu như bạn thật sự thích người đó, hãy dành thời gian gặp mặt trực tiếp cũng là một việc quan trọng. Hãy cố gắng lên kế hoạch cho một buổi tập đi chơi hoặc sự kiện, rồi mời người ấy tham gia cùng bạn. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng chốt một buổi hẹn, thay vì nói chung chung, khi nào rảnh thì chúng ta đi chơi nhé. Bạn có thể thử nói, anh định đi xem phim, Đặc vụ áo đen vào ngày mai, em có muốn đi xem phim cùng anh không? 4. Thêm những biểu tượng cảm xúc để cho người ấy biết được cảm xúc của bạn. Nếu như bạn muốn cho người ấy biết tâm tình của mình, hãy thử gửi những biểu tượng tán tỉnh.
như nháy mắt hoặc đôi mắt tim. Tuy nhiên, đừng đi quá giới hạn, chỉ cần gửi từ 1 đến 2 biểu tượng sau mỗi tin nhắn là được. Các biểu tượng cảm xúc đáng yêu khác chính là tim, lửa. Tất nhiên là để ý rằng người ấy rất quyến rũ và cười ra nước mắt nếu như người ấy có một điều gì đó hài hước. Một số biểu tượng có thể chứa ẩn ý mời gọi, chẳng hạn như biểu tượng mặt cười lè lưỡi. Tốt nhất là bạn nên chọn những biểu tượng trung lập đến khi bạn biết người ấy cũng thích mình. Một số lỗi nhắn tin phổ biến cần tránh. 1. Đừng cảm thấy như bạn cần chờ một khoảng thời gian trước khi nhắn tin cho họ. Một số người khuyên bạn chờ 3 ngày trước khi bạn nhắn tin cho ai đó nếu đã có một số điện thoại của họ. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài như vậy, có thể họ sẽ nghĩ rằng bạn không quan tâm. Thay vào đó, bạn nên nhắn tin cho người ấy ngay khi đã sẵn sàng. Đây là cách cho họ biết rằng bạn đã nghĩ về họ và họ sẽ bị thu hút bởi sự chủ động của bạn. Tuy nhiên, bạn không nên nhắn tin cho người khác vào buổi tối muộn hoặc sáng sớm. Nguyên nhân là vì họ có thể bị đánh thức và không vui với điều đó. 2. Tránh sử dụng nhiều tiếng lóng trong nhắn tin. Khi trò chuyện với người ấy, chắc hẳn bạn sẽ muốn họ thấy được sự sâu sắc và thông minh của mình. Việc sử dụng nhiều từ viết tắt gồm có những chữ cái đầu tiên trong một cụm từ và tiếng lóng trên mạng có thể khiến cho bạn mất sắc thái riêng và tin nhắn sẽ trở nên khó hiểu. Hãy cố gắng viết đúng chính tả và ngữ pháp. Tin nhắn có từ viết tắt thì càng ổn. Ví dụ, từ tớ gato với cậu quá, không có vấn đề gì. Nhưng KLQ, nhưng mà cậu vẻ đẹp, QTQD, có lẽ sẽ khiến cho người ấy mất thiện cảm với bạn. Đọc tin nhắn trước khi gửi để có thể sửa những lỗi chính tả. 3. Gửi những tin nhắn vui vẻ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Khi mới nhắn tin cho người mà bạn thích, đừng khiến cho họ xuống tinh thần bằng việc kể hết những vấn đề trong cuộc sống của bạn. Thay vào đó, hãy gửi những tin nhắn tích cực, thông minh hoặc hài hước. Như vậy, người ấy sẽ cảm thấy rằng bạn là một người tích cực và rất vui khi được ở cạnh. Ví dụ, bạn có thể nhắn vài câu đùa, kể sự việc đáng yêu trong ngày của bạn hoặc là gửi ảnh chế hài hước mà bạn vô tình bắt gặp. Tránh gửi quá nhiều những câu châm biếm hài hước vì người nhận có thể hiểu lầm ý nghĩa của chúng khi đọc tin nhắn. Theo thời gian, bạn có thể dần mở lòng với người ấy, đặc biệt khi bạn thấy họ cũng làm điều đó. 4. Đừng nghĩ quá nhiều. Khi thích ai đó, có thể bạn sẽ muốn phân tích tin nhắn mà họ gửi nhằm để tìm kiếm ra một dấu hiệu giúp cho bạn biết được tình cảm của họ. Tuy nhiên, cách tốt nhất để biết liệu người ấy có thích bạn hay không là dành thời gian trò chuyện với họ. Bạn sẽ dần dần nhận được câu trả lời. Vì vậy, hãy cứ thả lỏng, tận hưởng niềm vui và để cho mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên. Ví dụ, việc người ấy gửi tin nhắn ngắn gọn không có nghĩa là họ giận dỗi bạn hoặc không thích bạn, có lẽ là họ đang bận. 5. Cố gắng không nhắn tin cho người khác nhiều hơn những gì mà họ nhắn cho bạn. Nếu như bạn liên tục gửi tin nhắn dài và người ấy chỉ trả lời ngắn gọn hoặc không hồi âm, có thể là họ đang bận và họ sẽ phát cáu nếu như bạn cứ liên tục gửi tin nhắn. Bạn không cần phải hồi đáp đúng một tin cho mỗi tin nhắn mà họ gửi, nhưng hãy cố gắng giữ sự cân bằng. Đừng nhắn tin cho người ấy để hỏi vì sao không nhắn tin cho bạn. Việc này khiến cho bạn trông như tuyệt vọng hoặc thúc ép họ. Nếu như họ không hồi đáp, hãy cho họ thêm thời gian. Nếu như người ấy hiếm khi trả lời tin nhắn của bạn hoặc chỉ gửi những tin nhắn ngắn gọn, có thể đó là dấu hiệu cho biết họ không để mắt đến bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là do bạn có vấn đề, mà chỉ đơn giản là bạn và họ không dành cho nhau. 6. Cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện trước. Nếu như người ấy luôn nói tạm biệt trước, họ sẽ bắt đầu cảm thấy như bạn thích họ nhiều hơn. Hãy khiến cho họ nhớ bạn bằng cách kết thúc cuộc trò chuyện sớm hơn mong đợi của họ. Nếu như bạn kết thúc cuộc trò chuyện vì phải đi đâu đó, bạn nên cho họ biết để họ thấy rằng bạn có một cuộc sống bận rộn và có nhiều trải nghiệm, khiến cho người ấy mong chờ bằng cách nói, ngày mai nhớ nhắc em để kể về một buổi phỏng vấn xin việc nhé.